Chị, khi tôi với lại Soyeon nghĩ á, bây giờ mình không còn có người yêu đâu. Tại em sợ nếu như mà em có người yêu á, bị người khác giành giật. Xong rồi á, giống như chị giành giật không lại, chị phải kêu hai tụi em về dưới quê. Trời ơi, đi từ thành phố về dưới đây xa xôi mệt muốn chết. Ê, không phải là chị giật không lại, mà chị muốn giật một cách mà kiểu mà một phát giật luôn, hiểu không? Cho nên chị mới kêu hai tụi bay về. Nhắc cái vụ về mới nhớ. Ê, soạn đồ hết chưa? Đi ra bến xe lẹ lên, trễ giờ rồi. Đồ chưa ăn hết mà chị. Nhưng mà em... Rồi nè, tụi bay ăn lẹ đi, giọng vô họng ăn cho lẹ đi. Đó, nè. Trời đất ơi, thương. Chị. Thương. Em đi rồi á, chị phải gắng giữ gìn sức khỏe nha. Chị phải tự chăm sóc bản thân mình, phải giữ gìn long thể của mình luôn luôn phải khỏe mạnh. Chị một ơi, một mình như vậy. Tụi em lo quá à. Mấy lúc mà chị đau bụng á, chị phải đi liền, không có được nhịn. Nếu không á là đường ruột không có tốt đâu. Chưa hết nữa, chị hay ăn chua cay lắm, có mùi. Chị không được ăn chua cay nữa, nếu không á là anh Thế Sĩ bỏ chị luôn. Trời, chị nhớ đánh răng mùi thôi nha. Nói nghe nè, lo là chuyện tốt nhưng mà mình không có kể xấu ở đây nha mấy đứa.